xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại, xong rồi em tối về em nhắn tin, em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Ôi, ai hát hay quá vậy, cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Vừa hay xem như hai chúng ta chưa từng gặp, ngày mai lớn nếu có gặp nhau một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Nâng ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà chấm thơm ngon. Đó. Dạ đây là cái món quà này, đầu tiên là hai vợ chồng em bán khô gà nên em gửi. Ủa còn bán trà sữa không? Dạ chút xíu tâm sự rồi. Đấy vô, ta nhiều hơn, ta bán qua khô gà rồi. Rồi xin phép, rồi để cho anh cất vô nghe. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả, em tên là Lê Tấn Lợi, hôm nay em 26 tuổi, em đến từ Long An và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thịnh, xin chào dạ, cô cậu chị luôn đi em, chị đi nha. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần, em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An nè. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An, vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa có gặp đâu. Chưa gặp. Dạ tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì vậy. Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới, đám cưới của một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại, xong rồi em tối về em nhắn tin, em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tùng đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á, dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tần thích em trước. Dạ đúng rồi. Wow. Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới đi, có mời ca sĩ Chu Bin về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói là ai hát hay quá vậy, cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả, lời còn nhớ cái bài đó không? Vừa hay xem như hai chúng ta chưa từng gặp, ngày mai lớn nếu có gặp nhau một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Bạn này là cái bạn mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke, mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hai này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em ngồi còi tím tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần, tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trung học xuống chơi với em thôi, tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy thì xuống dưới Tầm Hẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy chạy xe xuống tuốt ở dưới Long An. Đúng rồi. Là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có nhịn vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay cũng nhẹ quá đồ này cái nỗi dạ cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Trời ơi, mà có chia không? Em với vợ em cả trăm lần rồi à. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy, rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết à. Cái lúc mà em quen vợ em là có, em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau á, là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra hàng lối làng nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha đúng không? Dạ lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Mà sợ cha như vậy, vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút lắm không? em kể cho anh Thuận nghe. Lúc là em lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bờ Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bờ Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung,
Hai đứa tính chuẩn bị hôn, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hôn hôn cái ở sau lưng có ông già. Ông già ông xin ăn. Ông bảo là cô cậu có tiền không, cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn, móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi, hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi, cứ như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao cũng đó là ghê luôn, ghê luôn. Mất hứng đúng không? Dạ, quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là sau đó là bao lâu? Khoảng hơn 2 năm à. 2 năm sau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó đã sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Cho anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung thì cũng có vất vả, nhất là lúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu mà. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là ảnh rần rần trên mạng đó, anh được mệnh danh là hot boy nữa, hot boy trà sữa. Vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao? Em dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Để xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biến nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy Lợi? Nói sao cuộc đời em trái ngang quá vậy? Trời ơi dạ. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ dạ, đúng năm rồi. Em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ. Mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra, cái móc mà hai em mở trà sữa. Cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần 3 năm mới cưới. Lúc mở bán đề đường đó là tới cưới là gần 3 năm. 3 năm. Dạ. Có con chưa nè? Dạ. Thế chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ, hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói à. Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi nên là không giữ được. Vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non hả? Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao? Hay dạ lo thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được hả? Chắc là do sinh đôi. Sinh đôi. Dạ đúng rồi. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi. Em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới giờ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn. Mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều. Mẹ em rối về em luôn mà. Mẹ vợ em à. Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu. Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra 2 bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ. Lúc đó em mới nhẹ người. 1 tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả về tinh thần lẫn Dạ em đã ổn định mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường à. Vẫn khỏe lại rồi hả? Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Dạ. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Dạ. Không chứa nổi, nó không có chỗ để cho hai cái thai cùng tồn tại một lúc. Dạ. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Dạ. Thôi, nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của hai vợ chồng em ha. Rồi thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó xôm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu của anh đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề, mỗi lần em nhờ cái gì á là chậm chạp, mà đợi cái khi là em làm xong rồi mới ra không mà kiếm cớ trốn. Dạ, trốn thì trốn mà đi làm thì xiên dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà. Cái em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi anh mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời với em là nhảy sớm chi cho mỏi chân rồi.
chứ cũng chả có gì nói nè. Dữ lắm mà. Rồi cái gì nữa còn nè? Gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà hả? Mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn nhậu nhẹt bê tha được không? Đó. Em không có chơi nhẹ nhậu mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, một năm em giấu được một lần nè. Em đi nhậu được, nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Ông vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới. Dạ đúng rồi, sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em ngộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em. Rồi còn gì nữa là Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng, đói nóng tính đúng không? Dạ nóng tính. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm, nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu. Dạ ăn cửa trưa nè, ăn một cửa trưa à, còn cửa chiều ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Cái ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Thì là do dạ, mê nhỏ bán hủ tiếu gõ. Cái cô đó bán thì thấy chưa, gài dính liền cái ông cái cô đó bán. Cho lãng mạn được. Lãng mạn được không? Lãng mạn thì từ mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10 là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á, là tới lúc mà cái anh giao hàng em tới nhà em mới biết. Là 8 năm trời quen nha, là chỉ có một lần đó thôi. Đó là một cái bà gấu bông một á. Dạ đúng rồi. Không tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà mang... có một cọng bông. Dạ không. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không thích lãng mạn. Thì thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em muốn hồi đó em không có đòi giữ hỏi được dạ. Rồi đúng không? Tại vì giữ em tiền. Giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ chưa? Phải xuất tiền, chơi chắc chơi tiền chưa? Anh thì lấy vợ chơi chắc chưa? Giờ hỏi cài. Về gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi, rồi tật xấu của vợ tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ em cũng mặc quần tây áo sơ mi em ra đường em ngựa ngựa em lắm. Và hồi đó trên cơ em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi cái tật xấu ra là em biết luôn là hay em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á là bà sẽ quát lên. Mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau là dẫn em trên cơ em luôn. Là kèo trên luôn. Kèo trên luôn. Căm ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Đi ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nói này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm thì anh này sống làm. Mà ra đường. Ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Vậy đó. Rồi xong. Cục đuôi đi vô luôn. Đi. Chạy xe một hơi về nhà hoặc là không chịu về nhà em mà trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa ở ngoài đường nguyên đêm phải năn nỉ bà nữa, không lẽ giờ bỏ mà giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em, người không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn hai quà là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta không. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Trời, nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ, khổ. Và đúng. Người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ, quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy vợ em la ngoài đường thì bơ đi để em trên cơ lại mới được không? Để lấy lại tốc độ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bà cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này thì em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu, không cho mà lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa, mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Là đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thì sao thiếu hơi em giữ người ta nằm là cái nhủi nhủi vô đây nè, biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á nằm là nhủi vô đó, tối là phải nằm lên dây rồi nằm xuống cái là gói tao là đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ em cũng hất ra. Trời ơi, dễ sợ không? Cách đây 2 tháng là vợ em 71 cân. Là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không. Thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được. Cách đây mấy tháng giảm được 10 kg á. Mới cho mặc áo này vừa này thấy không rồi, chắc không có đồ để mặc luôn. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa. Ủa chửi lắm hả?
nó nạt mình em à, chứ ra ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền, mà sao riêng một mình em là chửi. Thôi giờ tới Tân, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền. Tại tánh của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà. Ủa, nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô sao? Nếu mà vui vẻ thì đúng rồi em kể. vui vẻ vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện như tròn ơi heo tròn, có ngày em kêu nó vậy không à? Làm sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi heo tròn. Dạ. Heo tròn. Uống nước không? Múc cho nè. Gì đó. Lúc nổi điên lên. Nổi điên lên nè. Đi chỗ khác đi. Gì đó. Là không, nó không kêu tên, không kêu gì luôn, nó trọng không. Dạ. Hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, vợ ôm chứ sao ta? Ôm mẹ heo tròn á. Anh không dễ em cái ha. Trời đất ơi, thấy tương ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tiên hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi, đúng là thanh mai trúc mã, 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố. Yeah. Đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai. Yeah. Sắp tới thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em á, là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé. Đúng không, để dư cửa vô nhà ngủ chúc cho hai em đi. Trời, sẵn sàng nhớ một đứa, nói thôi chung nha. Là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tân ha cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong gia đình hai em. Một em bé thôi nha. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và kính chào quý vị khán giả tại trường quay ạ. Em tên là Lê Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1983, hiện tại là nhân viên của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Cao Thái Bảo, 27 tuổi, hiện tại thì em đang làm việc tại trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lớn nhau gần 10 tuổi đúng không? Dạ, 9 tuổi ạ. Cái cơ duyên nào mà để khiến xui hai bạn gặp nhau? Hồi xưa là vợ em là học trò ở trong trường em công tác. Thì đang hãy đoán là được rồi. Này nó có cái gì đó nó gần gần nhau. Nhưng mà em thì không có trực tiếp giảng dạy, nhưng mà em cũng có tham gia hoạt động bên đoàn hội. Vợ em cũng là học sinh, thì cũng năm nhất năm hai tham gia đoàn hội rất là năng động, sinh hoạt chung đoàn chung, cho nên tụi em quen biết nhau ạ. Sau đó thì tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Tụi em được phân chung một tổ với nhau. Vợ em mới dở sao lấy tay em cắn em, tối rồi giấu răng luôn á. Ủa sao vậy Bảo? Thì ông nào cũng cứ giỡn nhau, ông chọc em á, em cọc lên em cắn thôi. Cắn ổng. Tức là cái cắn đó là cái cắn cọc cằn đúng không? Dạ đúng rồi. Bội. Dạ rất là bực ạ. Yêu thương. Dạ. Không phải là thương nhau lắm. Là cắn thiệt luôn. Dạ. Nó có cái dấu tay mà ông nói là nó bị bầm luôn cả tháng trời luôn. Chị tin tại vì cái răng em là răng thỏ. Sau cái lần bị cắn đó là tối hôm đó em về, em cái cảm giác của em là sao? Sau đó thì mới có ấn tượng, chứ tối đó thì chưa có ấn tượng liền. Cái dấu vết nó bắt đầu nó chuyển qua tím đó. Dạ. Đúng không? Thì bắt đầu em ấn tượng cái nhỏ bé này đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì sau đó là khoảng một năm thì lúc đó là tụi em mới đi mùa hè xanh chung với nhau. Gần 20 ngày đó thì ăn ở chung, sinh hoạt chung với nhau với lại bà con á, mới bắt đầu thấy sinh tình cảm. Dạ đúng rồi. Có như là sau mùa hè xanh thì là nước yêu nhau. Dạ. Và em sao? Khi mà đi chung mùa hè xanh chung với nhau thì ông này cũng cứ bắt nạt em hoài. Nấu cơm thì cũng sẽ nấu cho ảnh ăn, ảnh sẽ không rửa chén. Đến lúc mà tắm xong giặt đồ là ông sẽ bắt em giặt đồ cho em luôn. Không bắt những bạn, có những bạn nữ khác nữa, nhưng mà ông này ông chỉ đi mỗi em thôi. Rồi là ông này muốn đi mua đồ cũng lôi em đi theo, chứ không có lôi bạn khác. Có phải là do em để ý cô này không? Dạ đúng mà. Sau cái 20 ngày đó thì em có cảm thấy em quý, bắt đầu là yêu ảnh không? Lúc mà ở chung với nhau mặc dù là đi, nhưng mà cảm thấy là anh này cũng thân thiện. Bao lâu thì tụi em mới chính thức yêu nhau? Dạ thì sau đó về khoảng một tháng. Ngỏ lời luôn đó? Không có ngỏ lời, tự cảm nhận cứ đến chơi. Sau đó về thì em hay thường xuyên xuống chỗ trọ vợ em nhé. Ở rồi chơi, đi chơi, ăn uống đồ này kia. Sau từ từ đó là yêu, chứ cũng không có ngỏ lời nói yêu, không có ấy. Cho dù là mình không ngỏ lời, mình phải có một cái dấu hiệu nào đó chứ. Dạ, thì cái dấu hiệu là như chở đi chơi á, thì em hay bắt
nắm tay ôm em. Hai đứa rất ít khi mà thể hiện sự quan tâm nhau qua lời nói mà chỉ là hành động, ví dụ như là đi trên xe thì kiểu gì cũng phải ôm ổng bằng được, còn nếu mà không ổn là ổng ôm ổng là ổng sẽ giận. Hồi nãy là em có kể chi tiết cả ở nhà trọ. Dạ. Hoặc là tới mấy năm? Ba năm. Dạ. Đó, vậy thì ở nhà trọ chắc chắn là anh cũng sẽ tới lui nhiều đúng không? Tới mà chưa có tới hết. Phải lúc mà gần cưới đó thì mới là tới luôn. Dạ đúng rồi. Là quen nhau bao lâu? 2 năm. Em đi công tác ở trường, em về mà em không có về nhà liền, em xuống dưới phòng trọ của vợ em rồi. Thì xuống đó rồi mới đi ăn uống, đi chơi với nhau. Em cố tình đi về trễ mà, để tối nói là lấy lý do là nhà đóng cửa ngủ rồi, em muốn ngủ lại ở đó. Tự nhiên thôi, thì xong rồi chuyện nó tới là tới thôi chứ. Tất cả mọi thứ nó tự nhiên hết. Từ cái lần đó cho đến lúc cưới là bao lâu nữa? Dạ nửa năm. Gia đình đồng ý hết không hay là cũng tự động hiểu? Thực ra là tụi em không hề bàn bạc đến chuyện đám cưới. Tại em lúc đó em nghĩ là em mới có 22 tuổi thôi. Anh này cũng không bàn với em là sẽ đám cưới luôn. Thì anh này muốn về nhà em chơi thì em cũng sẽ dắt về nhà chơi. Tại vì cũng quen lâu rồi, mình cũng lúc đó em cũng đi làm rồi. Được cái là ở nhà em thì lại rất là ủng hộ con cái mình. Với lại mẹ em cũng nói là bây giờ sau này sướng khổ cái gì thì là mình chịu, chứ mẹ cũng không thể nào mà can thiệp hết được. Em ở Nghệ An lịch nên là đi xa mà cái ngôn ngữ ở ngoài quê của em thì rất là khó để nghe lắm. Dạ. Mà anh này thì lại gốc trong miền Nam luôn, thế nên là đi ra nghe bao nhiêu là người nói là cứ hả không vậy đó. Là mặt anh ngơ ra mà anh không hiểu, anh chỉ cười thôi. Sau rồi đến nỗi mà ba em hỏi nhỏ em là tao nói nó có hiểu gì không, nó cứ ngồi nó cười như khùng. Xong rồi em mới nói là em mới quay qua em hỏi là anh có hiểu gì không á, thì không hiểu gì hết, phải cường ngoại giao thôi. Đó, dạ. Mình phải trải qua một cái giai đoạn gọi là phiên dịch. Dạ đúng rồi. Thì trước khi cưới có biến cố gì không hay là mọi thứ nó suôn sẻ? Trước khi cưới 3 ngày á là em bị té gãy chân. Tiệc lên hết rồi, đồ may xong xuôi, thiệp mời đã phát đi rồi. Thì em gãy chân. Rồi sao? Dạ thì vẫn tiến hành bình thường thôi. Đám cưới là đi cài nhắc đúng không? Không dạ, đi được luôn ạ. Không đi được luôn mà lúc đó là đãi ở dưới quân ngoài quê vợ em trước. Chiều đó là bị té gãy thì sáng sớm rồi sau là 3 giờ mà để làm đám á, là qua ngày sau nữa làm đám á thì vẫn phải bay. Cứ đi thì cứ dìu vô, lúc đám thì không có đi gì được hết, em phải bồng thôi. Trước bữa mà bay về ngoài quê để làm đám cưới á, thì em vẫn phải đi làm. Thế là em đi cầu thang bị trượt té. Trời ơi. Trời dạ. Vậy đó mà vẫn gọi là nhịn đau, cắn răng chịu đau để mà dạ, hoàn thành xong cái đám cưới. Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Vậy là tụi em đã lấy cưới nhau được bao lâu rồi? Tính đến bây giờ là 4 năm. Dạ. Em bé chưa? Dạ rồi. Có một bé. Có một bé được mai đã 30 tháng. 4 năm ở với nhau như vậy, có cái tật xấu gì nó lòi ra không em? Dạ nhiều chứ ạ. Thấy ảnh cười không, ảnh đâu có nói đâu mà em nói là quá nhiều. Thôi giờ em đi. Nói về tật xấu của vợ em từ xưa giờ là cái tật bừa bộn lề mề, đồ đạc. Khi mà lấy ra khỏi tủ á, cái áo này xong mình lấy ra thì như những cái áo khác, dạ giật ra mấy áo khác nó bị xô lệch á, thì không có ấy mà cứ để yên vậy đó. Rồi qua bữa sau cứ lấy tiếp thì rồi ai là người xếp lại cái đó? Dạ thì tất nhiên là em rồi ạ. Xếp em nói 1 lần 2 lần, nhiều khi em không nói em bực quá em cọc lên thì em la. La nhưng mà vẫn xếp đúng không? Dạ đúng rồi. Cái thứ hai nữa là từ khi sinh con xong á, cách mà nói chuyện với chồng con nhiều khi bực bội la nó hơi quá đi, dễ nổi nóng. Dạ. Cái thứ ba nữa là rất là hay xài điện thoại. Xài nhiều khi nó đang ngồi ăn cơm hai vợ chồng mà bạn nhắn tin, mà phải chỉ cái chuyện quan trọng gì đó mà trả lời gấp thì em không nói. Này nhắn tin nói chuyện chơi tám với nhau, chuyện trên trời dưới đất thôi, buông chén ra cầm điện thoại lên nhắn, rồi vừa nhắn vừa cười với bạn vậy đó, rồi để em ngồi ăn cơm mình vậy đó. Hoặc là vừa nấu ăn vừa coi phim Hàn Quốc, hoặc là nghe nhạc. Em không phải là em không cho cái gì hết, em nói cứ làm xong hết rồi tới hồi giờ muốn coi chơi giải trí thì mình làm, tập trung vô một việc làm. Còn cái điều gì nữa không? Dạ cái chuyện vợ chồng thì cũng có một ít, nhưng mà cái chuyện đó thì cũng không sao, tự vì mình thấu hiểu cho người vợ phụ nữ mình thì không sao, mà nhiều khi cũng bực bội thì thể hiện ra cái lời nói rồi này kia thôi. Rồi giờ tới bảo đó. Anh này anh quá là tỉ mỉ, em không thích. Như là bình thường ăn cơm xong thì em sẽ là người rửa chén, rồi xong em sẽ lau dọn bếp. Em đi vô nhà xong rồi em ngó ra thì ông này xong rồi ông lau lại, ông lau lại lần nữa. Còn thêm một cái nữa là anh này rất hay cằn nhằn, cái chuyện gì cũng có thể cằn nhằn được, mà em thì rất thích nghe những lời nhẹ nhàng. Em chấp nhận góp ý, nhưng mà góp ý theo một cái kiểu nhưng mà dễ nghe, dễ chấp nhận hơn là cái anh này anh cứ đập thẳng vào trong mặt như vậy, rất là dễ bị giống như cảm giác như là bị dội mà gáo nước lạnh vậy đó. Thêm một cái nữa là
anh này rất hay xài xẻ em. Kiểu như là hồi nãy chị nói em răng thỏ, là cái ông này trước mặt mọi người lúc nào cũng sẽ nói là em răng xấu rồi, là em xấu xí rồi, em này nọ là rồi rồi xong thêm một cái kiểu nữa là ông này canh me cái lúc nào em ngủ cái tướng thiệt là xấu hả, miệng lên hay là như này miễn sao lòi cái răng của em ra là ông sẽ canh me ông chụp hình, cũng không đến nỗi gọi là dìm đâu đó, cái là niềm nhưng mà nó ghê lắm anh, cái này nó là niềm vui của người ta. Dạ, với lại một cái tật xấu nữa là anh này hút thuốc rồi không bỏ. Dì hỏi là trong cái việc nuôi con á, là hai vợ chồng có đồng thanh đồng thủ không? Dạ không luôn ạ. Nhưng cái lớn thì chắc chắn là phải đồng thuận rồi, ví dụ như là con học ở đâu, tương lai của con như thế nào. Nhưng mà cái nhỏ nhặt kiểu như là kiểu dạy con á, thì em thì là người hơi nóng tính, con khóc hay là con la gì đó thì em khi mà em dỗ không được thì em sẽ la nó. Nhưng mà ảnh không thích em như vậy. Hoặc là cái định hướng cho con là ví dụ như con ăn cái gì, hoặc là con chơi cái gì, hoặc là dạy con như thế nào á, là hai đứa tụi em không hợp. Biết sao không? Trong cái mối quan hệ của hai bạn á, nó có một cái vấn đề về cái tuổi tác. Bạn hơn vợ bạn tới 9 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Thì tuổi của vợ bạn bây giờ đang là cái tuổi mà đang hoàn thiện để trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Trong khi chồng của em là một người đàn ông trưởng thành rồi. Đó, có sự nghiệp, có trưởng thành rồi, có trải qua những cái tuổi mà giống như em vậy đó, để bây giờ trở nên là một cái hoàn thành về trong suy nghĩ, trong định hướng, trong cuộc sống hết rồi. Khi mà các bạn về ở chung với nhau á, nó sẽ bị cọ xát, cái đó là cái đầu tiên. Thành ra là các bạn phải để ý đến cái việc đó một chút. Cái việc mà chồng bạn nói về cái định hướng về dạy con á, là đúng chứ không có sai. Con nít mình không có la nó, chỉ có phân tích mà thôi. Nhưng bạn muốn vợ bạn hiểu cái điều đó, bạn cũng phải giống như là vợ bạn mong muốn. Có nghĩa là bạn đừng có la vợ bạn, bạn cũng phải phân tích để cho vợ bạn hiểu đang trưởng thành chứ chưa có trưởng thành. Mình cũng phải dạy vợ đó, giống như là mình dạy con vậy đó. Đó, thành ra là cái trách nhiệm của bạn nặng nề lắm trong cái việc mà bạn phải củng cố cái mối quan hệ giữa chồng vợ, vợ con. Đó, ví dụ như cái chuyện mà vợ bạn á thích vừa ăn vừa nhắn tin điện thoại rồi cười hí hí như con điên vậy đó. Ừ, hoặc là vừa ấy vừa thích coi phim Hàn Quốc. Đang còn mộng mơ lắm, tức là cái tuổi này là tuổi đang phải cập nhật vô, đang phải cập nhật vô để mà hình thành tính cách. Có nghĩa là bạn chồng phải là người chủ động xoay chuyển cái không khí gia đình theo một hướng tích cực. Vậy thì bây giờ trước khi kết thúc thì em nói luôn, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì như hồi nãy thì vợ em có ba tật xấu đó, thì em chỉ muốn cũng thay đổi ba cái tật đó thôi. Còn em thì sao? Dạ. Cá nhân em thấy là so với những người khác hoặc những câu chuyện khác đó, thì em cảm thấy anh cũng rất là tốt rồi. Tuy nhiên là em rất muốn anh bỏ thuốc lá. Rồi là thêm một cái nữa là cố gắng ngọt ngào với em hơn á. Ngược lại phải như thế này, không thể nào là một phía được. Về phía bạn á, bạn phải nhớ phải không được bừa bộn nè, phải nhanh nhẹn nè. Đó, làm đâu thì phải cất lại y như vậy chứ đừng có lung tung. Dạ. Con gái cái răng thỏ của cô gái cực kỳ có duyên dáng nữa đó. Rồi thôi, xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Dạ. Mãi mãi như thế này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn em. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Đức Thuận và mọi người đang coi chương trình ở đây. Con tên là Trần Khắc Phát. Dạ, con năm nay 34 tuổi. Dạ. Con ở Đồng Nai. Dạ. Con làm công gì? Việc của Phát. Dạ, công việc con kinh doanh online thôi. Ừ. Dạ. Rồi, mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thúy, năm nay con 31 tuổi. Công việc của con là make up. Ừ. Rồi sao gặp nhau hay vậy? Dạ, qua một người bạn giới thiệu. Dạ, bạn của con là người anh của vợ con, là người anh ngoài đường thôi. Nhưng mà giới thiệu cho con trên mạng á, giới thiệu Facebook á, là thấy hai đứa hợp nhau giới thiệu. Thì con bắt đầu là con chưa làm quen, về sau là bắt đầu mới mình nó rảnh rỗi á, mình mới thoải mái, bắt đầu mình nhắn tin thử, bắt đầu mới hẹn ra quán cà phê. Rồi ăn uống rồi mới làm quen. Quen nhau. Mà... lần đầu tiên con gặp anh này con thấy anh đẹp trai không? Con dạ. Thích ảnh liền không? Dạ không, gặp kiểu mà ổng nhìn kiểu ăn chơi á con. Chứ không có mái mái hả? Dạ không, không có mái mái. Nhìn không, kiểu con men lắm, nhìn, con rất là men, đàn ông lắm chứ không phải là... Nhìn kiểu như đàn ông điểu cán. Dạ, nhưng mà tại con thích dạ gái thôi. Tại mà vợ con thích con dạ gái ra đường nữa kìa. Ý là đi bạn bè một đám thì hầu như ai cũng khoái con dạ gái làm mấy cái trò này trò kia cho nó vui. Rồi sau đó sao về, có sao xuyến với lại bạn có nói vô về cái ông này không? Bạn của con thì về không thích ông này. Vậy nó
tao thấy ông nó ăn chơi quá. Rồi sau đó bao lâu thì mới quen nhau? Là bắt đầu là hôm đó là quen nhau là ngày 30 tháng 8. Thì tới ngày mùng 2 tháng 9 là có một cái dịp gọi là lễ để về quê. Thì quê vợ con ở dưới Bến Tre. Thì con ý là mình đã thích một người vợ như vậy rồi, ý là mình thích mình quen vậy mình đã ưng rồi. Rồi sao nữa nè? Thì bắt đầu là xin cơm thì mang muối cơm nó ngoan ngoan, con cũng muốn cành mên là ba phần cơm, ba món ăn với một phần cơm. Thì con bắt đầu con chia cho anh em trong tiệm ăn luôn, giống như ban giám khảo trong tiệm mình vậy, là mọi người ăn thì ai cũng kêu ngon quá, đánh giá ngon quá, ngon quá. Thì con cũng nói là vậy là đúng cái người mà mình tìm bao lâu nay rồi. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là khuôn mặt, thứ ba là cái tính tình hiền hòa mà nấu cơm giỏi. Là con mà sao con nhẹ dạ vậy? Cơm nấu có nhiều đó cho mình ăn, nó xin cho cả tiệm, coi như con ghét hết con đường. Bữa đó con ăn cái gì? Dạ con cũng có ăn mà, nhưng mà tại tính con cũng thoải mái nấu nhiều lắm, nấu ấy rồi lấy trong tủ lạnh ra nấu thêm. Rồi bây giờ về quê vợ thì thấy gia đình vợ ở Bến Tre như thế nào? Về quê vợ bắt đầu là hôm đó là con bị một đám bạn nó chơi con luôn, ý là nó một đám nó ngồi nhậu thì con có một hình xăm nhỏ trên ngực thôi. Thì ngồi nhậu ở dưới vườn dừa mát mẻ lắm, thì một đám nó cởi trần hết ra luôn. Con có hình xăm thì con gặp người lớn thì con lại sợ nên con không dám cởi ra. Đầu thì ngày hôm sau lên trên Sài Gòn á thì bắt đầu ba của Thúy có gọi là nói là thằng đó là chắc có gì giống người hay gì đó nguy hiểm rồi, dạ, là không có thích quá lắm. Dạ, nhưng mà thích, nhưng mà mẹ Thúy đã thích, mẹ Thúy, mẹ vợ con đó. Tại ba con khó tính lắm, ba con kiểu như là nhìn ai vô nhà là thấy sợ, không có dám nói chuyện. Nhưng mà trong đám bạn đó thì ba con có chọn ai ngoài anh này không? Dạ không, tại bạn học con nó lôi trôi lắm, nó không có trưởng thành. Còn ông này thì biết cách nói chuyện hơn, chững chạc hơn. Thôi cho chú hỏi luôn đi, chứ không chú bức rứt quá. Con nghĩ là 4 năm 9 là hôn chưa? Dạ hôn thì có hôn rồi. Là hôn trước rồi đúng dạ, không? Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên là ngày mấy? Ngày 4, ngày 3 gì luôn hả? Dạ. Bởi vì nó hỏi 4 9 đó. Dạ. Vợ con hiền lắm, vợ con kiểu như là nhẹ nhàng lắm, hiền hòa lắm. Con giống như là con làm hết trò luôn rồi. Cái trò nào là con cũng ý là con đưa hết vô có thể hết rồi. Là 4 tháng 9 là cỡ nào cỡ cũng rồi, dính là dính à. 4 tháng 9 là con dở trò. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà dở trò ở Bến Tre hay Sài Gòn? Dạ dở trò với quê luôn. Quê luôn. Dạ. Coi như là rồi sau 6 tháng sau cưới. Dạ. Mẹ có về dự đám cưới không? Dạ mẹ con về. Rồi dạ. 6 tháng sau cưới. Thì 6 tháng sau là mình con học đạo xong thì con bắt đầu là bố mẹ con về là vừa luôn. Nhưng mà chú hỏi nè, hai đứa nhanh vậy, vậy thì có đi vượt quá giới hạn không? Hay là giữ cho nhau tới cái đêm quý giá? Thì đối với con cái chuyện đó thật sự cũng không có gì là quan trọng hết. Nên con lại suy nghĩ nó rất là đơn giản. Vì sao? Vì con lại để cái chuyện đó ngày hôm đó đi, nó sẽ hay hơn. Đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm đồng phòng thì là không làm được gì. Con uống bia, uống rượu xịn, con say. Tại con uống được một lon, hai lon là con say rồi. Con là không hút thuốc lá, không rượu chè, không cờ bạc luôn. Mà khi mà uống một lon bia vô cái đám cưới là con không nói con say, không biết gì luôn. Về là nằm luôn, là đêm đồng phòng là bình bọn con cười luôn. Đó con dạ. Có xỉn không? Dạ không, tại con uống được nhiều lắm. Vậy hả? Dạ. Không là hai lon, còn con được mấy lon? Một thùng luôn đó. Mọi người thùng luôn. Giờ người Bến Tre, người Quảng Tây uống được lắm. Dạ. Mời đó. Đêm đồng phòng là con coi như là thua rồi đó. Liền chắc qua đêm sau đúng không? Dạ, dạ qua đêm dạ. Qua 3 4 đêm sau được. Mà 4 đêm sau. Dạ. Là bây giờ bây giờ tụi con có em bé chưa? Dạ có hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Ồ. Vậy là rồi không qua bên đó ở với ba mẹ. Dạ với giấy tờ chưa đến lượt đi. Nhưng mà cái đứa đầu tiên đó là có nghĩa là sau khi cưới là có liền luôn hay sao? Hay là sao? Dạ đứa đầu tiên tới 4 năm sau, 3 năm sau thì con mới có con. Ồ, tại vì tụi con giữ hay sao? Vợ con lúc đó là con cho vợ con đi chích ngừa ung thư tử cung á, tức là chích ngừa cái đó thì cái thuốc ngừa đó thì phải một thời gian sau mới thả bầu được. Thì tới cũng tới bỏ 2 năm luôn là con đi du lịch với vợ con, hai vợ chồng đi du lịch khắp nơi. Do khi mà bọn con nằm ổ đẻ là không phải lo lắng hay thèm thuồng một cái chỗ nào nữa rồi. Không thèm thuồng. Yeah. Đâu con kể cái thời gian con mang bầu đi sanh rồi chồng con hỗ trợ gì con trong cái vấn đề sanh đẻ hay là nuôi con. Dạ đứa bây đầu nói đứa, quá, đứa đầu thì nói... có mẹ con hỗ trợ. Mà đứa thứ hai thì trúng cái đợt dịch đó. Là ngày đó là ngày cái ngày mà không được ai ra đường luôn. Không được ra đường luôn. Giãn cách đó. Giãn cách thì hôm đó con... là lúc đó là con ở Sài Gòn đúng không? Dạ con ở Sài Gòn thì con lúc đó đẻ con trai trước đứa con gái sau, thì hôm đó đẻ đứa con gái thì con trai con cũng được 2 tuổi rồi, thì bắt đầu con dẫn theo con trai con theo luôn, tại vì thằng đó nó theo con suốt à, nó chỉ biết con thôi không theo ai hết, nên con dẫn theo luôn. Mà đợt dịch đó thì không có cho ai vô
lo được hết lên một mình con. Khi đó là con vừa vệ sinh cho vợ, vợ đẻ mổ, rồi vợ sinh thêm cái đứa mới sinh ra đời nữa, rồi lo thêm luôn. Cái thằng con trai luôn. Trời là ơi. Đúc nó ăn, nó mới 2 tuổi, lo nó ăn từng ly từng tí. Vì đợt đó đầu là báo chí mới có ghi về con, về cái chuyện đó là vừa vệ sinh cho vợ, vừa lo cho vợ, vừa lo đứa mới sinh ra đời và thêm một đứa con trai 2 tuổi. Là ở trong bệnh viện đó. Dạ, trong bệnh viện đó. Đâu con kể cái cảm nhận của con lúc đó, nói cho anh nghe coi lúc đó con sao. Lúc đó thì con cảm thấy là kiểu như là mình cảm thấy là người vợ hạnh phúc nhất luôn. Tại vì nhiều người đàn ông con thấy đâu có lo cho vợ được như vậy đâu. Này vừa lo cho vợ, vừa lo cho con. 2 đứa con luôn. Dạ. Mà con là sanh mổ cho nên cũng đâu có di chuyển gì được. Dạ đúng rồi, con nằm con ngày đầu là con nằm im một chỗ mà. Con vệ sinh cho vợ con suốt. Không mẹ, không cha, không một người nào vô ngoại trừ chồng con. Tại vô là vô ở luôn đó. Dạ, lúc đó là không có được con không được vô luôn tại một phòng chỉ được một người chăm mà một người của gì đó. Cái lúc đó thì thằng nhỏ gửi đâu? Thì thằng nhỏ đi chung với con lo luôn thằng nhỏ. Nó ở trong chung chung rồi nhưng mà lúc đó là chắc có lẽ là với trường hợp con là đặc biệt. Dạ, con sinh con ráng sinh là ý là đó. Bây giờ không có ai hết, bây giờ đúng nhỏ rồi, đi đâu bây giờ lên con nói để em con lo luôn. 2 tuổi rồi. Dạ, tại vì em bé tuổi. Không có cho vô bệnh viện sợ bị dịch. Ừ. Thường người ta nói là mẹ bồng con, còn này là cha bồng con. Dạ thì rất là nhiều bạn. Clip đó là ai quay cho con? Là y tá ý là khi mà có những điều đó người ta ý là ta bất ngờ quá. Rồi với lại hình ảnh của con luôn, ý là con cũng lâu lâu cũng quay lại lo con cái hay sao đó để chia sẻ cho mọi người để biết là công việc một người đàn ông trong gia đình phải lên thế nào, một người vợ của mình là sao. Tại vì khi mà vợ mình mang nặng đẻ đau vì mình tạo ra, vì mình làm điều đó thì mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Ý là mình phải vệ sinh cho vợ, lo cho vợ, rồi lo cho con cái của mình đó. Người đàn ông trong gia đình con khuyến cáo là luôn luôn phải làm điều đó. Thằng cu bây giờ nay nó nhiêu tuổi rồi? Dạ, cu con giờ được 4 tuổi hơn. 4 tuổi hơn. Dạ. Chắc nó đâu nhớ gì đâu à. Dạ. Đúng nhờ. Nhưng mà giờ nó vẫn theo con hay nó theo có theo mẹ không? Dạ theo con luôn. Con dạ. Trai theo ba, còn con gái theo mẹ. À, dạ. Đứa gái thì nó theo dạ. Con. Thôi cũng đỡ cho nó chứ nó theo. Theo hết vậy một mình nó gánh. Dạ không, mà ra đường là con bế một đứa, là con dắt một đứa luôn. Là con yêu cầu là tại mình là đàn ông mình khỏe mạnh mà, tại sao mình không lo cái chuyện đó? Con là ra đường là bắt buộc là bế con và chăm sóc con, còn vợ là đã đẻ nặng đau và khổ sở rồi, kiểu như là yếu mình mà tại sao để người ta bế con rồi đi theo lục đục sau khi tội vậy. Đó, con thì là cái việc đó là việc của con, không có để cho vợ. Chú hỏi con cái cảm xúc con đó, khi mà con vô tình con xem những clip, con xem clip về hình ảnh của chồng con, tại vì clip đó đã nổi tiếng, đã hot trên mạng thì chắc chắn con phải xem. Dạ. Thì cái cảm xúc của con khi mà con xem clip đó nó như thế nào? Dạ. Con cảm thấy là mình hạnh phúc quá. Tại vì người phụ nữ mà có được một người chồng như vậy thì chắc là phước mấy đời người ta mới có được. Tại nhiều người bạn của con thấy những cái clip đó, bạn con chia sẻ xong rồi tag con vô trên Facebook á. Nói là trời ơi bạn tôi sướng quá có người chồng vậy, ao ước. Nhưng mà có ông nào dạ. Có ông nào dè biểu chồng con không? Dạ. Có ông con trai nào á kiểu như dạ có nhiều cái comment mà nói là trời ơi đàn ông mà đi làm mấy cái chuyện đó này kia, nghĩa là kiểu người ta tính người ta gia trưởng này kia, người ta thấy cái chuyện đó là cái người đàn ông không nên làm. Tại vì cái chuyện đó là khi mà khâu suy sanh á thì nó có những cái phần mà nó không có, ý là người đàn ông không nên cúi đầu xuống á kiểu vậy, thì con là không có suy nghĩ cái chuyện đó. Tại chuyện đó là khi mà vợ mình đẹp là cũng là mình, mình làm cho vợ mình bị như vậy cũng là mình, và mà, con sinh ra cũng là mình. Nhưng mà khi con đọc những cái comment đó, cái phản ứng con sao? Con bình thường, con lại mắc cười với người ta, con lại mắc cười những người đàn ông đó. Tại sao lại cứ comment tưởng như vậy? Ừ đúng rồi. Tại sao nói thằng đó đàn bà quá? Tại sao đi làm bằng cái chuyện vệ sinh, cái chuyện đó tốt tốt lành gì đâu? Thằng đó thằng đàn bà này kia, thì con cứ cười thôi. Tại vì con làm cái điều mà con hạnh phúc, cái điều mà con đã lựa chọn rồi, đó điều hạnh phúc của con, nên con cứ làm một điều niềm vui thôi, chứ không có suy nghĩ là. Chúng đừng clip đó cho chú xem nha. Dạ. Chưa xem được. Dạ. Thật ra chú cũng chung cái quan điểm với con. Thật ra xin chia sẻ chút xíu, không có khoe khoang gì cả. Dạ. Thật ra những lúc mà chú rảnh là những cái việc đưa đón con hay đút con hay tắm con hay chơi với con là chú làm hết. Dạ. Chú rất giống quan điểm với con, mà chú thêm một ý này. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ra, đặt họ ai? Họ mình. Dạ. Đúng không? Dạ con mình mà con người ta chỉ đẻ thôi mà tại sao mà không? Chú rất happy khi mà rất là đồng quan điểm với con trong cái việc gọi là chăm sóc con. Dạ cảm ơn chú. Và
thật sự ra lúc mà mang đẻ là đau, rất là đau. Rồi cái những cái đêm mà có bầu á, ngủ không yên, con lo lắm, ý là nằm nghiêng thôi chứ nó khó ngủ lắm, tội lắm. Người phụ nữ rất là hy sinh từ canxi, từ thân thể, từ tất cả, mà tại sao mình làm cái điều đó, mà tại sao mình không có biết trân trọng điều đó. Còn cái điều mà con vệ sinh cho vợ con hoặc là lo cho con á, điều đó rất là bình thường, điều đó điều hạnh phúc của mình thôi, chứ không có phải là mình muốn thể hiện ra điều đó là điều trách nhiệm hay là khó khăn gì hết. Điều đó rất là bình thường thôi. Tại đối với cái người mà vợ mình đau đớn như vậy thì nó kinh khủng lắm. Mình là nhỏ bé, mình là hạt cát sa mạc thôi, chứ không đáng gì đâu mà để kể. Bởi vậy mong là làm sao mà các đức ông chồng mà sau khi coi cái số này, coi cái chia sẻ của bạn này thì sẽ thấy là trời ơi, cái chuyện mà cái người vợ đi với mình cả cuộc đời, người ta sẽ đồng hành với mình cả một cuộc đời luôn, thì lý do gì mà mình lại nghĩ là ủa, là đàn ông thì phải kệ nó đi, chuyện đó chuyện của vợ, thế này thế nọ thế kia. Mong là cái quan điểm đó các bạn nên thay đổi, bởi vì các bạn cứ thử bệnh một lần đi, bệnh một lần đi sẽ thấy không có bạn bè nào bên cạnh mình, chỉ có vợ mình, cha mình, mẹ mình thôi, làm gì có ai bên cạnh. Cho nên mình thay đổi cái quan điểm đó đi, thương vợ như bản thân mình vậy đó. Dạ, con chia sẻ một phần này nữa nè. Tại sau khi sanh á, thì của phụ nữ rất là bị hao mòn thân thể về răng cổ hay gì đó, thì cái chuyện mà chăm sóc vợ lại á, là chuyện của mình. Tại mình phải chăm sóc vợ mình để cho vợ mình đẹp hơn, sướng hơn. Khi vợ đẹp, con đẹp là mình là nhất rồi. Ý ra đường là người ta nhìn thấy vợ con đẹp là mình sung sướng rồi. Là mình là sao rồi. Có lại công việc ở nhà á, sau khi sanh á, là con lại giặt giũ, với buổi sáng là con đi chợ và chợ con đi học. Đã. Về nhà là tối, là tới 11 giờ 10 giờ đêm, con khi sau khi con ngủ rồi á, con cho con ngủ là con bắt đầu rửa chén. Dạ, là rửa chén lau nhà để sáng hôm sau là nhà sạch sẽ tươm tất. Hay quá, bởi vì bây giờ nãy giờ hạnh phúc quá rồi. Bây giờ thử hỏi này coi có tật xấu gì không thôi. Đúng không? Đúng rồi. Con bây giờ hỏi Thúy đi, nãy giờ là thấy là ổng là 10 điểm đó. Bây giờ không biết, giờ trong 8 năm qua không biết có cái điểm xấu nào không? Giờ là khúc của con. Khúc của con đó. Đó. Nãy giờ ổng đối tốt quá trời rồi. Kể ra để có cái gì chưa tốt, ổng sẽ tốt hơn. Dạ. Nhiều khi mình không biết á, nhiều khi mình không nói cái chồng mình không biết là anh còn này chưa được hoàn thiện nè, anh còn này còn này nè. Nhưng dịp này con nói luôn đi con. Tật xấu thì chồng con không có nhiều lắm, cũng ít à, mà lai có rai, cái, đúng không? Có cái tật là bừa bộn á, là đồ quần áo cứ vứt lung tung khắp nhà. Mỗi lần mà bạn bè tới chơi là con phải dọn, mà dọn cả 1-2 tiếng đồng hồ. Khoan để nói lại. Dạ. Mỗi lần bạn bè tới chơi 2-3 kêu. Dạ. Mỗi lần bạn bè tới chơi là phải dọn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời. Rồi ổng cứ nói là tại sao dọn dẹp mà cứ dọn lâu vậy, mà tại ổng bừa bộn mình dọn lâu chứ đâu phải là mình dọn lâu đâu. Rồi bừa bộn. Bừa bộn nhẹ. Nhớ là bừa bộn nhẹ. Bộn nhẹ mà dọn lần 2 tiếng đó chị. Giống như cặp trước á, vợ con có bừa bộn xíu. Xíu thôi. Không biết kiểu nhiều xíu vậy. Cái kiểu của ổng là đồ ổng không có bỏ một chỗ, ví dụ lấy chỗ này ổng lại bứt chỗ khác. Quần áo thì cứ máng cái đầu này xong rồi máng cái ghế kia vậy đó, phải dọn nó lộn xộn lên. Bừa bộn. Dạ. Rồi tiếp cái gì nữa? Có hay cọc. Nhưng mà có lần nào mà động tay động chân chưa? Dạ không. Chồng con có nóng cỡ nào nóng. Cái lần mà cũng... cọc nhất của ổng là cái gì? Có nóng quá được, ổng là ổng bị bức xúc quá là ổng có nhớ, con nhớ một lần là đá cái quạt gãi cái đầu quạt luôn. Rồi. Mà có đánh con không? Dạ không. Có đánh con không? Dạ. Không cái đó là không bao giờ có chuyện đó, là chuyện dạy con thôi. Nóng nó phá quá, nóng tính quá thì ổng đánh một lần thôi. Từ lúc sao? Đánh đó là con giận ổng mấy ngày luôn, tại ổng đánh hơi mạnh tay á. Nó bị gì không? Dạ thì nó đánh thì không sao, nhưng mà nó bị té xong rồi nó dập cái môi nó có máu á. Cái con mới nói là trời ơi, sao mà đánh con tôi học máu luôn vậy. Cái, con cũng bị hoạn luôn. Hôm đó con hoạn lắm. Anh đánh vô mông thôi mà, anh đâu có đánh chỗ khác đâu mà sao nó chảy máu mồm. Còn mới quay camera lại xem thì là lúc mà đánh nó chúi cái mặt nó xuống đất đó, nó mới bị là dập cái môi dập máu ra thôi. Là từ đó là đánh vô mông thôi mà lại xịt máu mồm. Cái nó hoảng sợ quá, nó cắm đầu nó sao? Là từ đó là chồng con là nó không bao giờ anh đánh con nữa. Đúng tại rồi. Vì mình tính mình nóng quá, mình đánh con rồi cỡ có gì là hối hận không kịp. Con là không phải đánh con mà ý là hôm đó đánh vô mông thôi, nhưng mà em té, té xuống thì nó xịt máu mồm thì con mới hoảng sợ quá, nói là từ bây giờ là không bao giờ đụng vô
con cái nữa, ý là để vợ. Nếu mà có gì la hét hay gì đó, vợ lo hết. Rồi thôi, mình nghe là từ đó nói chung nó cũng may là cũng nhận ra. Và bây giờ không có giáo dục bằng cái kiểu đó nữa, đúng không? Cọc tính nè. Mà mỗi lần cọc tính lên có hay mắng hay là mắng giết gì con không? Dạ không, cọc lên thì nằm một chỗ vậy, cứ vô phòng nằm ra. Dùng dần đó. Không luôn, cứ lấy cái gói ịn vô mặt. Xong rồi không có nói chuyện tới ai luôn. Con về cũng không quan tâm tới con nó vô nó kêu ba ơi ba cũng không quan tâm luôn. Con chờ vợ con nói. Mà vợ con là không muốn nói, vợ con là không bao giờ nói. Hoài, mặt vô gối hoài. Dạ. Bây giờ cũng như là con nói giống như là phải có một người trả lại, giống như là cãi lại đi. Là trả treo lại đi để cho câu chuyện nó ra câu chuyện. Nó drama hơn. Dạ. Cuối cùng con càng không nói một mình con không à. Về sau tới bây giờ là không còn cái chuyện cãi lộn nữa. Rồi bây giờ hỏi nè, ổng có bị nói nhiều không? Dạ nói nhiều lắm. Ở nhà hai vợ chồng lúc mà rảnh là ổng cứ ngồi ổng nói. Ổng nói. Rồi bây giờ con mong muốn thay đổi gì? Dạ chồng con đối với con thì thấy là quá hoàn hảo rồi. Thì con chỉ muốn là cái tính nóng nó bớt lại một chút, tiết chế lại một chút thôi. Thì sẽ ok hơn. Chỉ có vậy thôi. Tới con đó, con. Nhưng mà chúng ta nói gạch đầu hàng nhẹ nhẹ là xíu nha. Gạch đầu hàng là xíu nha. Rồi. Thì vợ con là tất cả cũng những cái điều mà con lựa chọn con thích thú là có hết, đủ điểm hết luôn. Nên con rất là ưng ý rồi, nhưng mà có mối tội là rất là chậm. Chậm quá thì vợ con hay làm điều gì cũng phải được 10 điểm, 9 10 điểm. Ví dụ ăn, nấu ăn hoặc trang trí hay gì mà 9 10 điểm. Cầu toàn. Không thể nào được cầu toàn. Còn con thì lại còn 5 điểm, 7 điểm được rồi, chứ không có đòi là phải được 9 10 điểm đâu. Tại ông ẩu quá cho nên ông thấy mình cầu toàn quá lại ngược nhau. Lên vợ con chậm vậy, lên con chỉ có mong vợ con nhanh hơn một xíu thôi. Nhanh chỉ bị gì thôi hả? Bị vậy thôi à. Bị có chậm. Bị gì nữa không? Ô, bị chậm bực mình lắm. Hoặc là khi mà đôi khi đi công việc hay là làm cái gì đó mà hẹn đã vậy rồi. Vụ đám cưới đi. Dạ đó. Đúng rồi, hẹn đám cưới cuối cùng tới nơi 7 giờ phải có mặt rồi. Cuối cùng tới nơi là 7:30. 7:30 là 7:30 hơn, 7-8 giờ. Là ta ăn món thứ hai rồi. Dạ đúng rồi, là đầu đô vô đầu giống như là mình là cái gì đó để người ta nhìn chú ý là khi mình kêu gọi. Vui đét mà. Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì mong muốn là nhanh hơn một xíu thôi, không cần phải nhanh hơn đâu. Tại vậy thôi đó hả? Dạ. Nhanh hơn xíu thôi có nghĩa là 7:15 tới là được. Tức là ý em đang hỏi là tật xấu là chỉ có vậy thôi. Thì có một cái là chậm chạp thôi. Chậm chạp thôi. Đúng không? Dạ. Thì có duy nhất một cái đó thôi. Dạ. Và chậm chạp nó thật sự ra lúc nhiều lúc bực lắm. Tại vì con bực là con lo cho vợ con. Yêu nhờ hôm đó dì con bên nước ngoài về thì dọn ở nhà. Thì hôm đó khuya rồi, dì con báo về bất ngờ. Thì khuya đầu 12 giờ là vợ con dọn tới sáng luôn. Thì có bực mình là con bực mình là không phải là giật chậm. Sót vợ nữa. Bảo, bây giờ em làm như vậy rồi dì về rồi nhìn thấy mặt mũi bơ vờ hay mặt nó hoang tàn nhìn thấy ghê đó bà đi. Mặc gì mà phải làm chia cố vậy, cứ làm vừa thôi. Gì hồi cũng dơ lại mà mắc gì mà làm cho nó sạch. Ôi cũng sạch từng ly từng tí, từng chút luôn. Xong con bực quá con vô dọn, là con cỡ nào cỡ con vô dọn nó làm hồi cũng dọn lại là chịu ơn luôn, kêu là con bừa bãi đó. Là từ đó là hai vợ chồng là dọn nhà là không liên quan, ví dụ như là con dọn là vợ con không có mặt, mà vợ con dọn là con đi chơi, ý là như vậy luôn. Ý là bắt đầu là bực tức nhau, nhìn khó chịu lắm, nhìn chậm chạp rồi bơ phờ người khó chịu lắm, con không thích vậy. Dạ, nên muốn nhanh hơn một xíu thôi. Nhanh thực ra là bớt cầu toàn đi chút xíu. Dạ. Trong trời, con biết cái đó nó vô là bản tính bản năng, nó vô máu. Dạ. Nó là trong máu rồi con ơi, làm như là cái tiết tấu với cái tốc độ nó làm là phải vậy. Dạ. Chứ còn nhanh hơn xíu nó bệnh. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Giống như quét nhà là không quét, đến quét, quét nhanh như đang ví dụ. Dạ. Con hiểu, cô đang ví dụ. Dạ. Ví dụ như cái tiết tốc độ nó phải là vậy. Dạ. Dày cái là nó bệnh, con hiểu không? Em hiểu không? Dày là bệnh. Đó. Dạ. Thì con làm vậy. Con làm như cô Hồng Vân, con làm nhanh quá là bị chửi á. Đó. Thì nó anh làm gì kỳ vậy? Là con bỏ đi luôn, dùng cái chỗ đi luôn, là tự làm đi. Thật ra bây giờ tụi con khổ, đã ở với làm nhau hết là 8 năm rồi. Dạ. Vậy thì ta nói là trong đời sống mà để giữ được hạnh phúc á, thì phải luôn coi như là tạo một cái gì đó nó có sự khác biệt. Dạ. Thì trong khoảng thời gian ở với nhau thì không biết là con á, con thì chú thấy con là người rất là linh hoạt. Dạ. À, nói nhiều, nhanh nhẹn, xông xáo. Vậy con có luôn luôn tạo những cái điều gì đó thú vị cho vợ không? Dạ con làm bất ngờ suốt. Và mỗi lần mà cô ấy nhận được những cái điều đó thì phản ứng của ấy ra sao? Bình thường không có cảm xúc luôn. Vợ con là người hiền hòa và cái cảm xúc không có thể hiện trên mặt. Con nghĩ là thể hiện tim thôi, nhưng mà con chưa thấy điều đó. Cái vụ kia thì là có thể khó thay đổi, nhưng mà
cái này phải thay đổi nè, chứ để chồng nó tuột mút hoài mai mốt không có tặng cho con nữa, đúng rồi, không tạo bất ngờ cho con nữa là con lỗ chứ không ai. Ví dụ mà sắp tới con có dự tính là ngoài cái nụ cười ra thì con còn kèm theo những cái hành động gì hay là những cái lời nói gì không? Dạ, tại vì con là người ít nói á, kiểu như là chỉ hành động thôi chứ không có bao giờ nói là yêu thương với chồng á. Thì thôi bây giờ con không nói cũng được, nhưng con phải hành động, con nhảy lên con đu cổ nó hôn nó một cái, ví dụ vậy. Đôi không? Khi làm những điều bất ngờ mình bực thêm nữa, tại vì dụ như là hôm đó con mua cái xe tặng vợ con bất ngờ thì mua xe về, thứ nhất là không vui, thứ hai là không ưng luôn, mà cái mặt đơ nữa. Rồi mà bây giờ con hỏi bây giờ thích cái xe nào để biết đường đi đổi hoặc để bán lại hay là để mua cái xe khác, không biết luôn. Mà không cảm xúc luôn. Nó không cảm xúc là ý là bây giờ con giờ là đưa cho cái clip xe ra này, chọn xe nào. Tại kiểu con là con không có thích vật chất, con thích bình thường đơn giản thôi, còn tặng con gì mà lớn lao con cũng bình thường. Rồi. Thôi nhưng mà cái này là cô khuyên đúng phải vậy. Thay đổi. Con phải biết, gọi là đôi khi con phải biết giả dối với cảm xúc của mình một chút. Con hiểu không? Là bộ vui cho ổng tặng nữa. Đúng rồi, con phải về cái trời ơi đẹp quá anh ơi, ví dụ vậy. Xong qua ngày hôm sau á con nhắn tin, anh ơi em thích cái này em đổi.